Chào anh em. Thưa các bạn nhá. Thưa thôi mình sẽ đi rút tiền để mời các em đi ăn KFC. À đi đâu? Lotte ra. Thưa em ạ. Tiền sao? Đây có 100 bẻ, 100 bạc. Và đây là số dư tài khoản của mình. Bao nhiêu? 3 triệu. Đã mua iPhone X đã. Em theo mình nhá. 10 cái á? Nhà giàu rồi à? Người ta chỉ bán 10 cái thôi. À không bán cái. Nhưng mà không vô vào. Ở đây bán cả cái này nữa anh em nhé. Mười cái bao tiền? 20. Rẻ đấy á. 20 cái. Ra bình thường toàn mấy lít ạ. Xoay cái đồ nóng. Không thể xem được. Dọn móc vào đi. Dọn móc vào đi. Mong cái vlog này thành công nhá. Vào bắt đầu rồi. Bắt sọ rồi. Xe đi cầm đúng không? Uy tín luôn. Anh nói gì vậy anh? Chưa, Lotte nhá. Lotte chúng mình dưới này thôi. Không có ở ngoài to như cậu ấy. Anh ăn cả Lotte à? Ừ, có sao áo bẩn thế nhỉ? Con gạt tiền mà. Ai ủa ăn cả Lotte rồi à? Lotte lì à bố này. Hàng lỏng. Hàng già ở nhà đại lộc bóc. Xong tí vào đi chơi à? Tập lọ. Nhìn bản không? Bản. Người Lotte hơi đẹo. Đẹo đẹo. Đã có hộp giấy để bản. Giấy phải xin. Giấy còn phải xin nữa cơ. Mẹ nhà nó. Đấy. Em mình nó không ăn cái này, nó ăn hamburger hoài không? Năm xịt phát. Nên mình ăn cái có 4 xịt. Rồi ăn cơm nhà rồi. Mình quên anh em làm. Lúc đói anh em đừng lên vào đây ăn, lúc đói á. Riêng lúc đói vào đây ăn phải hết tầm 200-250 một người. Để mà ăn nó lo á. Thay vì ăn để anh em ra ngoài ăn, đi ăn mì cay một trước đấy, có 3 xịt một phát, ăn no tối luôn.
Thế rồi nghe mà. Đó. Đấy, thì cái clip hôm nay là mình ăn mừng 400.000 người đăng ký. 400.000 người đăng ký kênh của mình, kênh của 2005 Entertainment. Thì mình có đưa thằng em mình đi rút tiền, mình đưa thằng em mình đi ăn camera của mình. Đấy. Thì sắp tới đây mình rất nhiều dự định để làm clip cho anh em xem. Anh em nhớ like và đăng ký kênh của mình nhá. Chào anh em.